tại Atlanta thuộc tiểu bang Georgia, nước Hoa Kỳ. Trong trung tâm Georgia World Congress Center, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm tổ chức chương trình Đại hội Toàn cầu lần thứ 59 từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2010. Hôm nay tôi có mặt ở đây tại chương trình đại hội ở đây thì gặp một số anh chị em là đại diện ở từ Brazil, miền Nam Mỹ. I am Luciani. I am from Brazil. I am Lilith. I am from Brazil. Amazonas. Brazil. The pastor. What's your feeling about this 59 GC session here? It's very good. You see a lot of people. Họ rất mừng, họ rất vui mừng mà đến đây. Đây là lần đầu tiên họ đến dự một cái chương trình đại hội ở đây. How many delegates from Brazil? Association Amazonas Roraima, 15. 15. Okay. Họ có 15 người đã đại biểu từ cái quốc gia Brazil và họ phát triển rất nhanh ở miền Nam Mỹ và tôi rất mừng để gặp một số anh chị em ở đây. Thank you very much. Gracias. Toàn cầu tổng hội ở đây. Đây là hai tổng hội sẽ báo cáo cuối cùng của trong 13 tổng hội. Tổng hội là Nam Thái Bình Dương và tổng hội là Nam Á Châu. Thưa quý vị, tổng hội Nam Thái Bình Dương có tất cả là 19 đất nước và điển hình là nước Úc và nước New Zealand. Ở tổng hội này thì trong vòng 5 năm qua đã có hàng trăm người làm phép báp têm và hơn 40 nhà thờ đã được thành lập. Kính thưa quý vị, mặc dù số người làm phép báp têm và số nhà thờ được thành lập không nhiều so với những tổng hội khác, nhưng đây là một nỗ lực rất lớn của anh em chúng ta ở tổng hội Nam Thái Bình Dương. Và mục sư cũng có thể giải thích thêm là tại sao số người báp têm và nhà thờ lại ít như vậy hay không? Cái tổng hội này rất đặc biệt là tổng hội này nó có rất nhiều hòn đảo ở trong cái tổng hội mà Nam Thái Bình Dương đó, cho nên cái khó khăn hay là cái thách thức của họ làm sao mà truyền bá lời Chúa ra những hòn đảo đó, nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng như văn hóa khác nhau, đúng như thế, cho nên rất khó truyền giáo cho một số người ở ngoài đó. Và cái phương nỗ lực của họ rất lớn, cho nên chúng ta cũng nên cầu nguyện cho họ để họ có thể mà đi đến nhiều sắc tộc khác nhau ở trong những hòn đảo đó. Và như là em cũng nghe nói ở đất nước này có rất là nhiều cái hoạt động ở ngoài đời thu hút, phải không mục sư? Dạ đúng. Rất nhiều đất nước cũng như là những đất nước mà nhất là thành phố, thành thị đó, thì họ lo cái vấn đề công an việc làm hay là những câu lạc bộ này kia để họ sinh hoạt, cho nên không để ý về vấn đề tâm linh, có phải không? Dạ. Như vậy thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện nhiều cho anh em của chúng ta ở Tổng hội Nam Thái Bình Dương. Nhưng mà kính thưa quý vị, mặc dù như vậy nhưng mà anh em chúng ta có những nỗ lực rất là lớn. Như là có rất là nhiều trường, khoảng 332 trường cơ đốc của chúng ta đã được thành lập ở Tổng hội Nam Thái Bình Dương. Và có hơn 46.000 học sinh học trong trường đó. Và mục đích của việc thành lập những trường cơ đốc này là để rao giảng danh Chúa đến cho những học sinh đang học trong trường. Amen, có nghĩa là họ nhắm vào những tuổi trẻ để sau này trở thành một lãnh đạo trong các nhà thờ. Trong năm 2009, họ làm một cái công việc rất lớn là họ đã kêu gọi rất nhiều tín đồ ở trong tổng hội đó
và họ đã đưa khoảng chừng hơn 600 đại biểu để đến đó và cái sự thảo luận sôi nổi làm sao chúng ta có thể truyền giáo rộng rãi, làm sao chúng ta có thể mà liên tiếp với cái các lãnh đạo để lập ra những cái chương trình từ truyền báo, phát triển nội đơn v.v. Cho nên đó là một nỗ lực rất lớn của cái Tổng hội Nam Á Thái Bình Dương này. Cảm ơn quý vị và xin quý vị nghe tiếp Tổng hội kế tiếp. Nepal và Bhutan. Ở tổng hội này có một bộ thanh niên rất là đặc biệt, đã được bộ thanh niên ở 72 nơi trên tổng hội này và mục đích là để truyền giáo thông qua chương trình Eli. Và ở trong tổng hội này họ tổ chức chương trình đài phát thanh, họ đã xây hình như là 3-4 đài phát thanh hay là cái phòng thâu thanh đó, thì họ đã truyền giáo qua những ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn là tiếng Ấn Độ, tiếng Anh, vân vân, các sắc tộc khác nhau, và qua đó họ làm phát thanh cũng cả 500 người ở trong 5 năm vừa qua. Và kính thưa quý vị, ở tổng hội này còn có một cái bộ rất là đặc biệt, đó là bộ television, tức là truyền giáo thông qua truyền hình. Và tính từ năm 2007 đến 2008 thì đã có hơn 5.000 người làm phép báp têm khi họ xem TV. Chỉ có mấy vài năm hả? Mà cả hơn 5.000 người làm phép báp têm. Quý vị biết không, ở trong cái tổng hội này tôi rằng có 3 nước phải không? Nhưng mà hơn 1 tỷ người là người Ấn Độ. Cho nên tổng hội này mình dùm thấy 3 nước chứ thật sự cái dân số rất đông. Và quý vị không, là hơn 80% là người Hồi giáo. À, xin lỗi, 80% là người Ấn Độ giáo, đúng không? 13% là người Hồi giáo và chỉ khoảng chừng gần 3% là Cơ Đốc giáo à. Cho nên rất khó phát triển ở trong cái tổng hội này. Nhưng một việc rất ngạc nhiên là trong 5 năm vừa qua, hơn 500.000 người, nửa triệu người đã gia nhập vào cái tổng hội này. Cho nên tôi thấy rằng cái tổng hội này trong những cái tổng hội phát triển rất nhanh. Cảm tạ ơn Chúa. Và đây là quý vị đã nghe cái tường trình là tất cả bao nhiêu tổng hội? 13 tổng hội. 13 tổng hội. Quý vị đã so sánh hết những cái phương pháp truyền giáo. Chắc chắn chúng ta học hỏi được rất nhiều, nhất là người Việt Nam của chúng ta, phải không? Theo Thủy Tuyên thấy rằng qua cái báo trình của 13 tổng hội, mình học được gì ở trong những điều này? Chúng ta học hỏi được cái tinh thần truyền đạo của anh em của chúng ta. Mặc dù là rất là khó khăn và có nhiều nơi là còn thiếu về vật chất, về vấn đề tiền bạc. Đúng. Nhưng mà anh em của chúng ta đang nỗ lực rất là lớn. Và chúng ta cũng thấy được rằng Việt Nam của chúng ta là không phải là chúng ta không có anh em trên thế giới, nhưng mà chúng ta có rất là nhiều anh em trên thế giới và sẵn sàng ủng hộ chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cần. So sánh 13 tổng hội đó thì nó nhiều điều giống nhau đó, là cái nỗ lực về vấn đề thanh niên. Họ sốt sắng về truyền giáo, họ làm bất cứ mọi nơi. Nhưng mà cái khó khăn đó là mỗi tổng hội có khó khăn riêng. Họ phải tìm cái phương pháp truyền giáo nào mà thích hợp nhất cho trong tổng hội đó hay là trong nước đó cũng như là trong những cái sắc tộc khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy được cái tình hình đó và chúng ta biết không, Thủy Tiên, chúng ta mới đọc báo đó là bây giờ tổng cộng hết tất cả tổng hội chúng ta lên đến 16.3 triệu tín đồ. Quý vị nói amen không? Amen. Cảm tạ Chúa điều đó. Và tôi tin rằng người Việt Nam chúng ta cũng đóng một vai trò rất quan trọng và chúng ta sẽ phát triển và mong rằng trong những 5 năm sắp đến chúng ta sẽ thấy cộng đồng Việt Nam chúng ta phát triển không chỉ ở nước Việt Nam nhưng mà người Việt Nam rải rác trên nước Mỹ cũng như là những quốc gia khác. Và cầu Chúa ban phước cho quý vị. Bye bye.